hơn 60 năm rồi đó. À, nước mía này là mình bán hơn 60 năm rồi đó cô. Dạ. À, cô cho hỏi là cô tên gì vậy cô ha? Cô tên Lợi. Dạ. Mọi người cho review hỏi một câu. Đó giờ mọi người đã thấy quán nước mía nào bán hơn 60 năm mà lúc nào cũng đông nghẹt khách, bán liên tục không ngừng nghỉ từ lúc mở cửa cho tới lúc đóng cửa. Vậy thì hôm nay mời mọi người cùng review khám phá thử nhé. Nước mía ở đây sẽ có giá 15 xu. Nước mía ngọt thanh tự nhiên chứ không hề bị ngọt gắt. Uống thì cũng không có bị lợn cợn và rất là đã miệng. Một buổi trưa trời nắng gắt mà tấp vô đây làm một ly nước mía là hết sảy. Và một điểm đặc biệt nữa là nước mía ở đây rất ít đá, nó uống sẽ giữ được hương vị đậm đà và nguyên chất. Có cái này là rất là lạ nè. Bình thường là người ta sẽ bỏ đá vô đây á, xong rồi thay ra, xong rồi bỏ vô, mà mình làm rất là có trực tiếp vô cái này luôn. Cái nào mới có 125 được, cái này còn cùng 7 bộ phố nhỏ. Trước cổng chợ phố nhỏ nha mọi người. Rất là ngon.